như hôm nay thì Kiên đi ăn trưa ở đây thấy có một cái món gỏi đu đủ này, gỏi cuốn rất là hấp dẫn, nên là tiện thể là chia sẻ với cả nhà luôn. Đây bán gỏi đu đủ đây cả nhà, đây này, gỏi cuốn này, gỏi đu đủ này, chứa đậu nành nhá. Thấy gì bán khá là sạch sẽ và hấp dẫn nên là Kiên thưởng thức rồi chia sẻ mọi người, mọi người đến thưởng thức nhá. Ok, đây cả nhà vào đây xem nhá. Đây cả nhà thấy chị đang làm đây này. Đây, chị bán mấy giờ đến mấy giờ chị? 10 giờ tới 5 rưỡi. Chị bán được lâu chưa? Chị bán hơn 8 tháng rồi. 8 tháng rồi. À, đây đặc biệt mình là cái món gì? Gỏi đu đủ và gỏi đu đủ tôm xì thúng mắm. Đấy, hấp dẫn ha. Một phần gỏi đu đủ là bao nhiêu chị? 20 ngàn. 20 à? Chị làm cho em phần 30 đi. Thấy nhiều tôm. Đây xem chị làm nha cả nhà. Cái món này thấy đu đủ này thấy là đu đủ hơi chín đấy đúng không chị? Dạ. Nó đỏ đỏ đúng không? Nhưng mà tại vì nó là đu đủ gỏi tía đó. À đu đủ gỏi tía hả? Nó mắc hơn đu đủ trắng nhưng mà nó mắc hơn đu đủ trắng. Để ăn nó ngọt hơn. Hấp dẫn quá. Đây chị bán mấy giờ đến mấy giờ? Bán từ 10 rưỡi tới 5 rưỡi. 10 rưỡi sáng mà tới 5 rưỡi chiều luôn. Đây chị bán được 8 tháng rồi ha nha cả nhà. Đây này chị đang làm cái phần gỏi đu đủ thấy khá là hấp dẫn này. Có cần bóp gì không chị? Không rồi. Thì trộn lên thôi đúng không? Chị bỏ cho em ít rau ấy thôi nha. Rau răm thôi, bỏ ít rau răm thôi. Lấy rau thơm á, đừng có bỏ rau răm. Lấy rau răm nha hộ em ơi, bỏ rau thơm nhiều quá. Ở đây có tôm, thấy tôm tươi quá ha, tôm này chắc ăn ngọt lắm ha. Dạ ăn rau thơm. Đây cả nhà, mời cả nhà thưởng thức nha, bữa trưa tạm bạc. Đây gọi đu đủ còn có tay heo này, tôm này, thịt nhá. Tay heo, tôm, thịt nha cả nhà. Đây nước mắm này, nước mắm là mình trộn lên nhanh đúng không? Nước mắm thơm quá. Nước mắm này chị tự làm hả? Nhà làm. Nhà làm không ha? Ừ, rồi nhà làm đó. Dạ. Tự nấu hết. Mắm nem nhà nấu hết. Mắm nem cũng nhà nấu luôn. À, chị để đây em chụp cái hình cho nó đẹp ấy ha. Đây cả nhà, cho cả nhà xem nha. Rồi à, chị bê đây hộ em cái. Bê đây hộ em cái. Ngoài món gỏi đu đủ còn có gỏi cuốn nha cả nhà. Kiên sẽ thưởng thức cả gỏi cuốn nữa. Rồi. Ở đây là số bao nhiêu? 143 Hoàng Sa. 143 đường Hoàng Sa, quận mấy? Phường Tư Định, quận nhất. 143 Hoàng Sa. Phường Tân Định quận nhất nha cả nhà. Đây địa chỉ đây cả nhà ơi. 143 Hoàng Sa, phường Tân Định quận nhất nha. Đây đây cái gọi một đĩa gỏi đu đủ. Và một đĩa gỏi cuốn nha cả nhà. Đây gồm có hai cái loại nước mắm chấm này, mắm nêm và một là mắm nêm với là một là cái gì nhỉ? Tương, tương đúng không? Tương, một là tương, một là mắm nêm. Cái này là tương hả chị? Này mắm nêm, cái này tương. Rồi mời cả nhà thưởng thức nha. Rồi kính mời cả nhà nha. Rồi mời cả nhà nha. Đây thấy hấp dẫn không? Đây kính gọi, đây là gọi cuốn này, gọi cuốn tôm thịt nha. Đấy. Đây có tôm này, thịt này, chấm với lại mắm, là mắm nêm này. Hai là tương. Đây cái này mắm nêm nha cả nhà. Đây mình ăn với bà xã. Đây cả nhà thấy không? Này có rau à.
bún này, thịt này, tôm. Chấm đường ngon hơn ha. Mỗi cái ngon vị khác nhau. Đường thì ngọt ngọt chua chua. Ngắm nêm rồi mùi đặc trưng mà. Rất là ngon đấy cả nhà. Đơn thì làm, mắm nêm cũng tự làm luôn, gọi đồ đủ tự làm luôn. Này. Là cái thử cũng gọi đồ đủ này, này tôm. Gọi đủ đây á, làm thấy nó rất là ngon, chua cay cay, đủ rất là giòn nhá. Đều để ăn rất là ngon. Đây mọi người thấy không? Rất ngon. Cái này đậu thơm à. Cái này chả heo rồi. Cái này là tay heo. Cái này là tôm nha. Thịt này. Đấy. Rất là ngon. Tôm đấy rất là tươi, rất ngọt tôm. Đây thì dưới nước mắm này. Các bạn ăn khé ở bên bạn cho khán giả biết mặt nha. Bạn giấu mặt không nhóm lộ mặt tại vì bạn đang giảm ký mà bạn lộ nó gây sợ là người ta thấy bạn giảm mà bạn ăn dữ quá. Gỏi cuốn này ngon, gỏi đu đủ ngon. Ăn nó không phải ăn đậu phộng ấy, nó bùi á. Mắm thì làm nó rất là vừa, ăn bị mặn quá.
thì làm nó sụn rất là giòn nha. Giòn ngon. Bông sấy. Mình nhìn dính vào chi vậy? Cuối rồi thấy mặt luôn rồi. Bà xã kia ngồi bên đó. Nhân giảm ký không cho nhà trên mặt. Da heo rất là dai. Ngồi vỉa hè ăn đi cả nhà. Rồi đi hè mấy hàng chứ. Hàng cũng mấy ngàn vợ nè. Cái gì vậy? Đây con chó ở đây rất là dễ thương. Đây con. Hai cái gò cuốn này. Ngon hơn. Có sữa đâu mà. Nấu nhà. Nấu nhà xuống. Ngon quá nên bà xã gọi thêm một đĩa đu đủ. Đu đủ thôi chứ không có thịt nha nhà. Bên gọi đi được khi là đông đông đúng không? Này ngon hơn gọi đu đủ khi thi. Ăn chưa? Chưa ăn. Không nữa. Mỗi nơi nó có những cái khẩu vị khác nhau. Thế gọi cái đủ phải mà. Ngon.
nước không à. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn nhé. Đây cả nhà. Đây ngon nha mọi người, có dịp hãy ghé bên này thưởng thức nhé. Đủ không là giảm cân dưới eo. Cứ đủ nè. Nó giòn hơn. Nó ngọt hơn. Phần giòn nó ngọt. Nó ngọt hơn. Rau, có tôm, thịt, bún. Rồi, xin chào cả nhà nha.